Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Quách Sơn Vũ, sinh năm 1972, ngụ đường Đồng Khởi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là đối tượng cầm đầu đường dây lô đề qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng khám xét nơi ở của Vũ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến chuyên án. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối Internet để tiếp nhận đặt cược lô đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh thành trên toàn quốc. Trước đó, vào tháng 11 năm 2021, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đường dây lô đề quy mô lớn. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ hơn 38 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật tiền mặt gần 2 tỷ đồng.